Thưa sư, năng lực của việc giữ năm giới là gì? Con nghe các sư giảng rất nhiều về nghiệp và quả của nghiệp và đã thực sự tin theo và thực hành trong số đó. Khi đó một việc là trước bất cứ chuyện gì quan trọng và ảnh hưởng lớn đối với cuộc sống của con đều chú niệm rằng bằng việc giữ cho trọn năm giới từ giờ cho đến khi việc đó thành toàn, việc đó ắt thành công và sự chú niệm ấy thật sự thành. Tà dâm, con tập luyện tự quán niệm và tự hỏi mình khi khởi tâm lên với bất kỳ người nữ nào mà con có ý muốn tà dâm là: một, con block cá nhân đó; hai, thu thúc các căn như lời các sư dạy về cách mà các vị tỷ kheo nên suy tưởng về phụ nữ. Hai, trời nhiều dữ vậy. Sát sanh, khi xét về sát sanh thì con thường cộng nghiệp với sát ý bất thiện, là các nhân vật không có sự sống trong game. Nói dối, đây là giới con dễ phạm nhất và thường xuyên phạm nhất trong thân khẩu ý của mình. Trước nhất, sau đó là những người bạn hữu con hay tiếp xúc, con chưa biết cách khắc phục, xin sự hướng dẫn. Rồi, tức là hỏi cái giới này. Nói dối, đây là không dùng các chất say, hiện con đã từ bỏ được rồi nhờ những bài giảng của sư, ý thức của con. Trộm cắp, đây là một giới con hiện giờ rất khó phạm nhờ thường xuyên suy tư và giữ các giới ở trên. Sư thông cảm. Rồi, thì thứ nhất á, là cái giới tà dâm thì tôi sẽ không có gì để nói ha. Nhưng mà cái chuyện mà block cá nhân đó thì chắc có lẽ là tốt nhất thôi, mình dẹp luôn cái cái kênh của mình bớt nhìn, là mình bớt phan duyên. Cái thứ hai á, là cái chuyện sát sanh thì quý vị cũng hiểu là mình sát sanh thì nó có năm chi ha. Cho nên là cái vấn đề của mình là mình không có phạm giới. Tuy nhiên mình có ý sát thì vốn dĩ cái ý đó cũng là ý bất thiện, thì nó cũng sẽ cho cái nghiệp bất thiện. Còn cái giới nói dối mà quý vị nói là chưa biết cách khắc phục, thì cách tốt nhất là mình thường xuyên ưu tư về cái giới này. Mỗi lần mà mình mở miệng ra thì mình luôn tự nhắc mình là mình cần phải tôn trọng sự thật. Từ đó đó là mình chuẩn bị mình nói dối, là mình ngay lập tức mình phát hiện ra ngay. Mà xa hơn nữa, để phòng ngừa đó là tránh luôn cái chuyện phím luận, tức là ngồi lê đôi mắt nha, ngồi nói với nhau một hồi thế nào nó cũng nói dối, cũng nói dốc. Thành ra là nói xa hơn là mình tránh luôn cái chuyện phím luận, là tự nhiên cái giới nói dối của mình nó sẽ được giữ tốt đẹp. Rồi rồi, thì đó là cái lời khuyên của sư về việc giữ năm giới ha. Rồi còn quý vị hỏi là cái chuyện mà mình giữ năm giới như vậy đó, nó có năng lực gì? Thì xin thưa là, thôi bây giờ quý vị đang chơi game đúng không? Thì thôi bây giờ sư nói theo kiểu game đi, là nó giống như là cái búp vậy á, tức là cái phụ trợ, cái boost hoặc cái boost, tức là nó mang tính chất là nó hỗ trợ, nó phụ trợ cho cái ước nguyện của mình. Ví dụ như là mình có một ước nguyện gì đó, thì cái việc mình giữ giới á, nó giống như là một cái sự hỗ trợ, nó sẽ giúp cho cái chuyện mình mong muốn nó dễ đạt được hơn, và nó dễ thành tựu hơn, dễ thành công hơn. Tất cả các thứ mong muốn ở đời, ngay cả trong bài kinh Nên Ước Nguyện cũng vậy, một vị tỷ kheo giữ giới thì vị đó hoàn toàn có thể ước nguyện là cho tôi được lợi lộc về nhiều tài sản, nhiều tài vật, rồi cho đến là tôi có thể được nhiều bạn bè đồng tu yêu mến, được cư sĩ yêu mến, cho đến việc là tôi có thể chứng đắc thiền định, chứng đắc tứ thiền được dễ dàng, cho đến tôi có thể chứng đắc thần thông được dễ dàng, cho đến tôi có thể chứng đắc đạo và quả được dễ dàng.
toàn bộ đều có thể thành tựu nhờ mình giữ giới. Cho nên cái chuyện giữ giới ngó vậy chứ nó ghê gớm lắm, chứ không phải chuyện bình thường đâu ha. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có bổ sung gì hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Thì ở đây cái vị này hỏi, có nghĩa là toàn bộ câu hỏi này thì sư đã đọc qua rồi, đúng không? Nhưng mà chung quy á, cái vị này hỏi là cái năng lực của việc giữ năm giới là gì? Thì sư trích từ trong chánh tạng ha, cho quý vị hiểu rõ ha. Nói chung là cũng nó cũng khá là dài, tại vì biết sao? Thì nếu mà không có nói đầy đủ thì quý vị nghĩ là giới chắc cũng cũng thường thường thôi. Cái nghĩa nguyên nhân sư muốn có thể trình bày đây nó hơi dài tí, nhưng mà để quý vị hiểu rõ là cái năng lực của giới nó rất thù thắng thưa quý vị. Tại vì giới là cũng là nền tảng đưa từ pháp hiệp thế đến pháp siêu thế. Thưa quý vị, ở trong Tăng Chi á, chương 8 chi thì có nói á, là cái việc mà quý vị thọ trì năm giới á, thì hình thành năm cái đại thí, năm loại đại thí, đó là mà từ Bali gọi là Mahadana đó. Làm sao thì có một cái chi tiết á, ở trong Đại Phật Sử ngày Minh Gun ngày mới nói rõ như vậy. Có nghĩa là cái này là có nghĩa là cái vấn đề mà năm đại thí này là trong bài kinh Tăng Chi, Tăng Chi có như vậy, chánh kinh có nha. Ở đây thì sư dựa theo ngày Minh Gun để diễn giải cho vị hiểu rõ hơn thôi, tại vì nếu mà chánh kinh thì đôi khi đọc quý vị bị khó hiểu. Thì ngài mới nói như vậy. Như vậy khi tất cả năm giới được thọ trì một cách hoàn hảo bằng sự thu thúc ấy, người có giới đang cho đến chúng sanh vật thí gọi là sự vô hại, sự thoát khỏi tai họa, lo sợ và những điều phiền toái khác. Chính trong ý nghĩ này mà Đức Phật dạy ở đây rằng sự thọ trì ngũ giới hình thành năm đại thí. Và đó là cái điều mà cái năng lực, các năng lực quý vị thọ trì giới gọi đây là chỉ là năm giới thôi nha, cái khía cạnh gọi năm giới người cư sĩ thôi nha. Rồi lại ở trong Tăng Chi luôn, pháp 10 chi thì Đức Phật có nói là 10 ân đức của giới như vậy. Ân đức thứ nhất á của giới á, là nhân sanh của sự không phiền muộn. Thứ hai là nhân sanh của sự hạnh phúc an lạc. Thứ ba là nhân sanh của sự hỷ lạc sung sướng. Thứ tư là nhân sanh của sự yên tịnh. Thứ năm là nhân sanh sự an lạc thân tâm. Thứ sáu là nhân sanh của định. Thứ bảy là nhân sanh của sự thấy biết rõ theo bản chất thật. Bản chất là cái đây là pháp chân đế thưa quý vị, gọi mà các ngài thiền sư hay nói cái từ mà gọi là thấy nó như nó là đó, như là đó, 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 đó là bản chất thật đó, thấy như nó là đó. Thứ tám là nhân sanh sự nhàm chán ái dục. Thứ chín là nhân sanh giải thoát, đó là bốn đạo. Cuối cùng thứ mười là nhân sanh sự biết rõ rằng đã giải thoát, đó là bốn quả. Đó là mười cái ân đức của giới trong Tăng Chi, kinh Tăng Chi. Lại còn trong chú giải tiểu tụng thưa vị, chú giải của tiểu tụng đó, lại nói như vậy. Thì ở đây là sư chỉ nói ngắn gọn thôi nha, tại nếu nói mà ân đức của giới á, mà cụ thể từng ngũ giới nó còn nhiều nữa, ở đây xin ngắn gọn thôi. Thì trong chú giải tiểu tụng có nói như vậy, ân đức của giữ giới không sát sanh đó là có 23 điều, vì ghê không đó quý vị, mà giữ giới sát sanh mà trọn vẹn á, là có tới ân đức có tới 23 điều lận. Thì 23 điều này nè, nghĩa là khi mà sư đọc trong những điều này nè, sư sẽ đưa cái nguồn để cho quý vị đọc để hiểu rõ từng nguồn nha, từng cái điều nha. Ân đức của giới không trộm cắp á, là có 11 điều. Ân đức của giới không tà dâm là có 20 điều. Ân đức của giới không nói dối là có 14 điều. Ân đức của giới không uống rượu và các chất say là có 35 điều. Đó, bị thấy lợi hại chưa? Đó. Thì ở đây sự thấy có một cái điểm này. Cái vị Phật tử hỏi câu hỏi này nè, là cái vị nói là giới nói dối con dễ phạm nhất và thường xuyên phạm nhất trong thân khẩu ý của mình trước hết. Nghe trước nhất, sau đó là những người bạn con hay tiếp xúc, con chưa biết cách khắc phục trên sư hướng dẫn đó. Khắc phục thì quý vị phải nói không nói do không nói dối, thì ngược lại phải nói là chân thật thôi, đó là quý vị phải cố gắng nói là chân thật thôi, chứ sao gì, cái đó là cái dễ dàng nhất rồi.
Nhưng mà ở đây sư có cái khuyến khích ha, gọi là cái gọi là giống như là phần thưởng thêm đi, đúng không? Thì tại do quý vị này là có cái giới nói dối là vẫn chưa có là giữ được trọn vẹn lắm, cho nên tiện đây á, sư mới nói thêm cái điều này nè, cho để khích lệ, gọi là khích lệ cái vị này giữ giới nói dối cho tốt hơn ha. Thì là ân đức của giới nói dối á, là trong chú giải tiêu tụng nói là có 14 điều nè, nếu mà cái vị này giữ được nè giới nói dối nè là có 14 điều sau đây. Thứ nhất là có các quyền trong sáng, thứ hai là nói lời cam ngôn dịu ngọt, thứ ba là có răng đều gọn gàng khít nhau sạch sẽ, thứ tư là không quá mập, thứ năm là không quá ốm, thứ sáu là không quá thấp, thứ bảy là không quá cao, thứ tám là chỉ xúc chạm những vật tốt đẹp, thứ chín là miệng có mùi thơm như hoa sen, thứ mười là không có người ganh tị, có tùy tùng vâng lời, thứ 11 là nói những lời nên nói, có lời nói đáng tin cậy, thứ 12 có lưỡi mềm như cánh hoa tròn hoa sen, và có lưỡi có máu đến nuôi dưỡng thấm nhuần đó. Thứ 13 là không có tâm điệu cử, thứ 14 là không phải là người nói ngọng, không bị khờ dại, có người ưa mến đó. Thì nếu mà quý vị mà hỏi câu hỏi này nè, nếu mình cố gắng giữ giới nói dối cho nó trọn vẹn ha, thì được được 14 cái đó đó đó. Quý vị nên biết quả báo của người phạm giới nói dối cũng có 14 điều ngược lại, 14 điều ngược lại nha. Sẽ nói là ân đức 14 điều này nè, thì mình cũng phải hiểu là nếu mình nói dối á, thì mình cũng sẽ dính 14 cái điều ngược lại. Tương tự ở đây cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi ở đây. Về cái phần mà Đại Đức Tuệ Tường mà nói nó có một đống những cái lợi ích á, thì quý vị có thể xem trong cái bộ mà về giới của Ngài Hộ Tông, ở đó nói rất là rõ, rất là nhiều. Hoặc là quý vị có thể xem bản tóm tắt ở trong cái phần giảng về giới của sư trong video Phật Pháp căn bản. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.